Xin chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu các bạn đó là một cây nanh hồ giả nha. Hàng rất là đẹp luôn này, đẹp như thật luôn. Chắc là khoảng vài hôm nữa thôi thì mình sẽ có cái mẫu mẫu mạ vàng về đó. Mẫu mạ vàng là mẫu bọc đầu rồng nhé, bọc đầu rồng ngọc ngọc luôn, rất là đẹp, rất là sang đó. Thì ví dụ như các bạn mà không thích làm mẫu mạ vàng, các bạn có thể làm bọc bạc cũng được đấy, thì là tùy thuộc vào sở thích của các bạn thôi. Các bạn muốn đặt mẫu nào cũng được, bên mình cũng đều gia công được hết. Đây, rất là đẹp này. Đó. Chất liệu thì là nanh sẽ được làm từ bằng bột xương. Đó. Còn bên dưới này thì sẽ đắp thêm men y tế vào. Thế nên là các bạn nhìn thấy rằng cái phần men này nó sẽ giống thật rất là nhiều luôn. Đấy, nó không giống như là những dòng nanh giả khác. Ở bên mình làm nanh cao cấp luôn nhá. Đẹp như thật luôn này, các bạn nhìn thấy không? Cũng có cái đường vân véo các thứ này. Đấy, gồ ghề lên, y xì nanh thật luôn. Rất là đẹp. Và độ nặng cũng thế, cũng nặng tương đương với nanh thật luôn. Đó. Cây này của mình dài tầm 10 phân. Thế nên ví dụ các bạn nào có muốn một vài mẫu nanh to hơn bên mình cũng có nhé. Bé hơn bên mình cũng có. Đấy, thế là tùy thuộc vào các bạn. Các bạn muốn kích thước nó vào tầm bao nhiêu thì các bạn kết book trực tiếp cho mình nhé. Đó. Ví dụ các bạn nào mà không biết hàng thật giả, các bạn có thể chụp hình gửi ảnh qua Zalo cho mình. Mình cũng sẽ xem giúp các bạn. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.